Hello, xin chào các bạn, mình là Hoài Ngọc. Mình đến từ khóa 1 lớp Lucky của trường đại học EDX. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với môn học soạn thảo văn bản. Thì hôm nay, ở video hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu và đi khám phá một những cái chức năng ở trong Microsoft Word. Thì lần này mình sẽ tìm hiểu và khám phá về DropCap và cách để các bạn làm, ví dụ như ở đây là các bạn làm về cái mục lục và cái chú thích ở trong cái văn bản của bạn. Vậy thì mình sẽ đi vào cái thứ nhất, đó chính là DropCap. Thì ở đây cái DropCap là các bạn muốn sử dụng DropCap thì các bạn sẽ vào phần, như các bạn đã thấy ở đây thì trên cái văn bản, cái đoạn văn bản này mình có để một cái chữ H nó rất là to ở đầu này và nó rất là nổi ở trên cái văn bản này. Vậy thì đấy là khi mà mình sử dụng DropCap thì mình sẽ thực hiện lại cái cách để sử dụng DropCap này. Ví dụ như ở phần đầu này mình sẽ vào Insert và chọn mục DropCap ở đây bên phải của màn hình. Mình sẽ sử dụng nó. Ở đây nó sẽ có hai, nó sẽ có các kiểu để cho các bạn lựa chọn, ví dụ như Imaging hoặc là Drop. Thì mình sẽ sử dụng cái Drop này để hiển thị cái chữ này lên. Đấy, và mình có thể thay đổi cái màu chữ cho nó phù hợp với cái đoạn văn bản hơn. Mình sẽ sử dụng cái màu xanh như lúc ban đầu. Thì đó chính là cách mà các bạn sử dụng DropCap. Vậy thì ở trên những quyển sách, những cuốn sách đầu sách, các bạn thấy có những cái chữ này đúng không ạ? Vậy thì những cái chữ này sẽ để làm nổi bật cái đoạn văn bản của các bạn hơn. Thì ở đây các bạn cũng có thể sử dụng, ví dụ như ở dưới này mình sẽ thực hiện lại một lần nữa. Các bạn vào Insert, chọn DropCap và chọn cái chữ mà mình muốn để nổi bật lên. Ví dụ như mình để chữ này thì đó, thì mình có thể thay đổi kiểu chữ, thay đổi màu cho nó phù hợp. Đó, thì nó sẽ nổi bật hơn. Đấy, và tiếp theo là mà ở trên ảnh này các bạn có thấy một dòng chữ, đó là đồng lúa Việt Nam. Thì đó chính là việc các bạn sử dụng viết lên một cái bức ảnh ở trên đoạn văn bản. Thì đơn giản thôi, các bạn chỉ cần nhấn vào bức ảnh đó và chọn textbox. Các bạn có thể sử dụng, ở trên này có rất nhiều kiểu textbox các bạn có thể sử dụng. Ví dụ như mình sẽ sử dụng Simple Textbox là cái dễ nhất. Đấy, thì các bạn có thể gõ một đoạn vào đây. Đó, thì khi mà các bạn gõ vào đây rồi thì các bạn sẽ để cho cái này nó hiện lên cái bức tranh của bức ảnh của các bạn, thì các bạn sẽ nhấn vào đấy, các bạn sẽ nhấn vào cái biểu tượng ở trên này. Ở đây nó sẽ có 6 biểu tượng để cho các bạn lựa chọn. Thì khi mà các bạn chọn vào cái để viết được chữ lên bức ảnh thì các bạn sẽ chọn vào cái biểu tượng ở trên này, sẽ chèn lên cho các bạn bức ảnh ở đây. Thì ở đây sẽ có
một cái khung trắng ở ngoài viền này thì trông nó rất là mất thẩm mỹ, nên là các bạn sẽ nhấn chuột phải vào cái ô vuông đó và chọn format shape. Nó sẽ hiện lên ở bên phải màn hình có fill, chúng ta vào chọn no fill. Đó thì nó sẽ cái nền trắng này nó sẽ bị mất đi. Và chúng ta chọn no line. Thì cái khung ở ngoài màu đen đen ở ngoài này vừa rồi nó cũng sẽ bị mất đi. Và cuối cùng là chúng ta sẽ chỉnh sửa cái phông chữ, kiểu chữ để có thể phù hợp với cái bức tranh của các bạn hơn, cái ảnh của các bạn hơn. Ví dụ như mình chọn những cái kiểu chữ khác thì trông nó sẽ đẹp hơn. Đấy, thì đó chính là cách các bạn sử dụng về cách để viết chữ lên trên lên ảnh. Tiếp theo là phần về khi mà các bạn muốn chú thích một cái gì đó, ví dụ như là ở trong đoạn thơ này thì các bạn có thể chú thích về nguồn gốc của cái đoạn thơ và những cái chú thích của, ví dụ như ở trong đoạn thơ này sẽ có các chữ Hán Việt, thì chúng ta có thể sử dụng để sử dụng cái đây, chúng ta sẽ vào để chú thích những cái tên này. Ví dụ mình sẽ làm ví dụ như các bạn sẽ vào reference, chọn phần đầu tiên ở trên này, thì đây là cái mình đã làm trước. Ví dụ như là các bạn làm một cái chú thích như thế này thì các bạn sẽ để tên tiêu đề là gì và ví dụ nó sẽ hiện lên cho các bạn tác giả này, hồi năm mà viết sách đó nhỉ. Đó thì khi mà các bạn viết ra đây rồi thì nó sẽ hiện đây và các bạn sẽ close cái đó rồi, thì các bạn sẽ nhấn vào bibliography thì nó sẽ hiện ra như thế này, như là khi mà các bạn làm mục lục tự động thì nó sẽ hiện ra. Đấy, đây như mình đã làm ở đây thì nó sẽ hiện ra cái chú thích tự động nó như thế này. Và nếu như mà ở trên này mình có làm cái ở phần bên này thì mình có làm cái mục lục tự động ở trên, thì cái mục lục tự động này cũng rất là dễ thôi. Ví dụ như khi mà các bạn muốn làm mục lục tự động thì các bạn có thể vào cái reference và chọn Aztec này là các bạn sẽ chọn, ví dụ như chọn một phần nào đó ở trên cái đoạn văn bản này, ví dụ mình chọn cái này để dùng làm Aztec làm, thì các bạn sẽ dùng là level 1. Và tiếp theo đó, ở trong cái đoạn này có gì đó thì có một cái ý nhỏ nào đó thì các bạn sẽ dùng Aztec, và đó là level 2. Và cứ tiếp theo xuống là sẽ là level 3. Và khi mà các bạn làm vậy rồi thì nó sẽ, khi các bạn đã đánh dấu như vậy rồi thì các bạn sẽ vào table content để nó sẽ hiện ra là automatic table 1. Ở đây thì sẽ có rất nhiều kiểu để cho các bạn chọn về cái mục lục tự động, thì các bạn có thể chọn một trong số các cái này để làm mục tự động. Ví dụ như mình thì mình sẽ chọn cái này để làm mục tự động thì nó sẽ hiện ra. Thì đây là mình đánh cái drop card này là level 1.
thì nó sẽ hiện ra trên này. Mình đó chính là cái bài mà mình muốn hướng dẫn cho các bạn về việc sử dụng drop cap, sử dụng để đánh dấu chú thích và tạo mục lục tự động. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.